mối lục bão chỗ này chưa dứt, cái xảy ra động đất chỗ kia, đói đau chết chóc chia lìa, nhân sanh đang lúc đầm đìa thiên tai, nạn trời khắp đông tây reo rắc, thêm nạn người nam bắc hoành hành, chỗ này chưa dứt chiến tranh, kế nghe chỗ nọ khởi hành binh đao, khổ với thảm cởi sao cho hết, sống khó khăn còn chết dễ dàng, nhìn vào khắp cảnh nhân gian lao đao chẳng khác gì. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa bà con cô bác, dạ kính thưa sư huynh. Thì thưa sư huynh, cũng như là lời Đức Thầy đã nói đó, là đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ với mà. Giá lại bây giờ là tôi thấy bây giờ bão lụt, coi như là ở ngoài miền miền ngoài đó, là nó ngập rất là nhiều. Thì cái đó cũng gọi là đầu lao hay không, thì mình chia sẻ cho bà con nghe để mình ráng niệm Phật lo tu hành để mình tránh khổ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đà Phật. Và lễ kính Đức Thầy, kính thưa toàn thể quý ông bà cô bác, chị em gần xa kính mến. Thì vừa qua có đồng đạo hỏi hai câu giảng của Đức Thầy là trong bài Ai Người Chi Kỷ, đồ lao vốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà. Vậy là đồ lao là con đường như thế nào mà đồng đạo hỏi? Hiện giờ là tất cả ở ngoài miền Bắc được có trận bão, được siêu bão được rồi đó, là hết sức là khổ, thiệt hại nhà cửa rất là nhiều, và cũng có số chết ở ngoài miền Bắc. Năm nay cái trận bão lụt, năm thành bão lụt năm 2004 này là ngoài miền Bắc chịu cũng rất là nặng. Mà đồng đạo hỏi là cái những cái trận bão vừa qua, vậy là có phải con đường lao khổ hay không? Mà Đức Thầy nói muốn lánh đường đau khổ này, sớm nghe Thầy là sớm nghe Thầy phải làm như thế nào? Thì cô bác và đồng đạo cũng thông cảm đó, cho tôi diễn ngâm lên thêm 4 câu giảng nữa rồi sẽ trao đổi chia sẻ. Nam mô A Di Đà Phật. Lầm mà tháng khói lửa giới binh đao, âu lung tung nhuộm máu đào, ba tanh sai xưa mùi phú quý, sau này sẽ vướng cảnh đổ lao, đồ lao muốn lanh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà. Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thuyền chuyên chở lúc can qua. Nam mô A Di Đà Phật. Thì vừa qua cái đoạn hai câu giảng của đồng đạo hỏi là đồ lao lánh sống người ta, thì bốn câu trên đó chúng tôi đọc là đọc lên thêm bốn câu trên nữa đang cho nó lẻ dở lẻ cái ý đó. Thì Đức Thầy nói là lầm than khó lửa với binh đao, âu á lung tung nhuộm máu đào. Thì đây là lời của Thầy nhắc năm 1939, là Thầy đã lời của Thầy tiên tri. Nhưng mà cô bác mình thấy hiện giờ là nó đã có ứng điềm, là hiện giờ là Âu Châu nó đã khởi chiến năm 2022, tới bây giờ là đã có máu đào. Hay là có đoạn Thầy nói là máu đào khắp nước khổ vô cùng, Nam Việt dân tình mãi thung dung, chẳng lo tu tỉnh cầu Phật Thánh, để nước đến chơn mới nhảy đùng. Thì lúc này mình còn bình an thì ráng lo tu niệm, ráng lo niệm Phật với cô bác đồng đạo, để Thầy nói, Thầy nhắc mình hiện giờ mình còn bình an thì ráng lo tu niệm Phật, chứ để nước đến chơn mới nhảy đùng, nhảy đùng ắt sẽ lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chuẩn mấy rầu, làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu. Thì Thầy nói là Nam Việt dân tình mãi thung dung, hay là Thầy nói là âu á lung tung nhiễm má đào, bá tánh sai xưa mùi phú quý, sau này sẽ vướng cảnh đồ lao. Thì đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, hai câu giảng đồng đạo hỏi là đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí trì chay giữ giới mà. Thì bây giờ cái con đường lao là cái con đường lao khổ của các bác.
Tại vì á là mình sống trong cái cõi ta bà này là cái nơi cõi tạm, mà nơi cõi tạm Đức Thầy nói là nơi cõi tạm sông sầu bể khổ làng ngựa xe cám dỗ tao nhân gây ra lắm nợ phóng trần luân hồi sáo nẻo khôn lần bước ra. Như vậy là mình sống đây là Đức Thầy cho chúng ta biết là nơi cái cuộc sống chúng ta nơi đây là cái cõi tạm sông sầu bể khổ, những cái khổ từ vô lượng kiếp tới bây giờ quá nhiều đau khổ, những cái khổ từ hồi quá khứ người đã quên thành thử không ghê, thật ra là một tràn mê từ hồi vô thủy kéo lê đến giờ, biết bao kiếp lên bờ xuống nước, khi thăng tiên khi rớt lại phàm, lúc người lúc thú lâm nham cởi sao hết cuộc thân trầm tiền thân. Như vậy là mình sống ở thế gian này từ ấy giờ trong cái cõi tạm là sông sầu bể khổ, là từ khổ tới giờ quá nhiều đau khổ rồi. Bởi vậy thầy nói là xét cõi trần sống khổ dạt trôi, vô lượng thứ ở trong thế giới. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nặc mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo, chỉ có cõi Tây Phương Cực Lạc là cái cõi đó vui triệt đáo, cái vui không thể nào tả hết lời cho nổi. Cái vui ở cõi Cực Lạc không thể nào mình lựng nói bằng lời cho hết. Bởi vì Đức Thầy Ngài cũng cho biết là cõi tịnh độ lắm điều thanh nhã, khổ buồn rầu lo sợ chẳng còn, chốn ta bà tim lụng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế. Cho nên nơi cõi chúng ta sống ở nơi đây là cõi tạm, mà Thầy đã nói từ mình sống ở cõi tạm vô lên xuống suốt từ vô lượng kiếp tới giờ quá nhiều đau khổ, cũng vì cái con đường sáu nẻo luân hồi. Sáu nẻo luân hồi này là sáu con đường khổ, bởi vì Thầy mới nói là gây ra lắm nợ phong trần luân hồi sáu nẻo khôn lần bước ra. Sáu nẻo đây là cũng gọi là cái con đường lao đó, mà Thầy mà đồng đạo hỏi là đầu lao muốn lánh sớm nghe ta, là cái con đường sáu nẻo luân hồi này là con đường lao khổ quý cô bác đồng đạo. Thì cái con đường thứ nhất là con đường ba cái đường khổ lớn của chúng sanh, ba cái con đường khổ nhất là ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, là ba cái con đường đó, là ba cái con đường lao khổ là khủng khiếp với cô bác đồng đạo. Tại vì là khi mà con người chúng ta mình đã sanh được làm người là rất quý, thường được nghe dạy chỉ tu hiền, gần đường về Phật về tiên, không tu sao khó trở nên kiếp người, để sanh lạc vào nơi cầm thú thì được không khuyên nhủ lời lành, thì không được biết tu hành ắt là phải chịu tử sanh lâu dài. Cho nên mình hôm nay là mình sống được làm người mà mình không ráng cố gắng lo tu thân hành thiện để chúng ta thăng lên, mà mình để lọt vào ba đường khổ ở dưới là khổ lắm các bác, lọt vào ba đường ác ở dưới là khổ lắm. Tại vì là cái địa ngục là hành hạ đau khổ những cái tội nhân mà không có tu hành hàng ngày gây tội 10 điều ác, thì khi con người chết sẽ đi vào cái con đường lao khổ của địa ngục, là thứ nhất là địa ngục. Mà Đức Thầy Ngài cho biết là ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình, tuy lưỡi trời thưa rầm thanh thanh, chớ chẳng lọt những người hung mát. Khi nhắm mắt hồn lìa khỏi xác, quỷ vô thường giấc
xuống Diêm Đình, sổ sách kia tội phước đinh ninh, phạt giới thượng hai đường to rò. Thì như vậy là ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ là chúng ta tạo 10 điều ác. Thì ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ là mình tạo nhiều cái tội, như là chúng ta ăn còn sát nghiệp, khẩu nói ra gây nghiệp tội, rồi thân chúng ta còn sát sanh đạo tặc tà dâm, miệng chúng ta thì có lưỡng thiệt ý ngôn ác khẩu vọng ngữ, còn ý khởi lên là tham lam sân lộ mê si. Thì thầy nói là tạo nhiều cảnh khổ là còn tạo 10 điều ác. Khi mà con người nhắm mắt rồi đó thì xuống bình tiền địa ngục khảo hình, ti lưới trời thưa rộng thinh thinh, chớ chẳng lọt những người hung ác. Tại sao không có lọt? Tại vì là hàng ngày việc các việc làm của mình là có chư thần biên chép hết các việc làm không sai một mãi, lưỡng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian, tâu qua thượng đế ngọc hoàng, dương trần hung ác đa đoan quá nhiều, chúng sanh ngang ngược làm liều, ngọc hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Như vậy là mình sống ở thế gian này là cô bác mình đừng có nghĩ là thầy nói ti lưới trời thưa rộng thinh thinh chứ chẳng lọt những người hung ác, lưới trời lồng lộng chứ không lọt một mãi lông. Cái việc hành động việc làm, những cái hành động việc làm của mình hàng ngày là hai bên gia giác cái chữ lưỡng thần, là hai bên, một bên thì ông thì ba biên về phần phước, một ông bên tay trái thì biên về phần tội. Cho nên hai ông này biên chép liên miên các việc hành động của chúng sanh trong cõi thế gian này, rồi là mới tới cái ngày mình chết rồi đó thì xuống dưới là mới lật sổ ra quý cô bác đồng đạo. Nhưng mà thầy nói là sổ tội ác thì vô số kể, còn làm nhân thì quá ít ôi, hỏi công đồng xem xét khẳng hồi, sai chư tướng xuống răng trần thế. Tại vì thiên tào đà xác định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguyên này, sai mê vật dục, chìm đắm trong biển lễ danh, gây nên nghiệp quả, luật trời đà chỉ tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chơn tiên lâm phàm độ thế, trước ra không cứu khổ, sao chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu cải tà quy chánh thì mới mong thiên đình ăn xá bớt tội căn. Còn nếu mà chúng ta không trở lại con đường cải giữ về lành, cải tà quy chánh còn vi phạm 10 điều ác ở dương thế tạo về cảnh khổ thì xuống quỳnh tiền thì địa ngục khảo hình. Khi lúc đó rồi Đức Thầy ngài cho biết là dầu cho ở thế gian mình có tạo bao nhiêu của cải, nhà lầu xe hơi đất cò bay thẳng kiến, tiền kho bạc chịu gì, khi chết rồi cũng không có đem theo được hết cái gì tất cả quý cô bác đồng đạo. Có cái ông này ông giàu nhất ở vùng Sài Gòn, nhưng mà ông có sau này đến ngày ông chưa gần chết, ông có sự giác ngộ, ông nói khi ba chết cái con đường chôn liền liệm ba rồi, nhưng mà cái ba có kêu yêu cầu các con là khi liệm ba rồi là để hai tay của ba đưa ra vậy nè, rồi đi vòng quanh nguyên một cái đoạn đường rồi hả đảo lại chôn. Lặng mà ý đức của ý của ông này ý thức cho những người nào chưa giác ngộ để trở lại con đường, biết là nơi cõi tạm này là cõi gì, nó không sầu bể khổ, cái gì cũng đều tạm giả. Ý của ổng là cho tất cả người thế gian biết là ổng là giàu nhất ở vùng này, mà khi chết rồi chỉ có hai bàn tay trắng chứ không có đem được gì hết. Đúng như lời thầy đã nói, nhắm mắt cũng nắm hai tay, đâu đem tiền của đem rài hầu non, chỉ có tội phước khởi còn, đến nơi thẩm khoáng cửa son diêm đài, phước nhiều thì tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thê, chừng ấy biết chỉnh ghê ăn năn chẳng kịp khó bề tính toan, ngày nay sớm đến Phật đàn tu cầu chư Phật cứu an linh hồn, tội tiêu phước hưởng trường tồn, không còn mắc nẻo dại khôn luân hồi,
thấy đời khó nổi với ngồi, thêm lời thầy nhắc một hồi thấp cao. Nữ nam muốn rõ âm hao, ráng trao đức hạnh ngày sau trẻ tường. Chỉ có nghe lời dạy của Phật của thầy, chúng ta ráng lo trao đức hạnh, lo tu nghe đất đức, thì khi nhắm mắt chúng ta mới có cái phước nhiều hơn tội. Còn nếu hàng ngày mình không có nghe lời của Phật của thầy dạy, hàng ngày mình cứ chạy theo cái con đường đời, mình gây nghiệp tội, thì đó là chúng ta chết xuống dưới là chắc chắn là tội sẽ nhiều hơn phước. Tại vì hàng ngày các việc làm của mình là chư thần biên chép xuống dưới, là đến nơi thẩm phán cửa son diêm đài đó, đó là không có ai chăn chối gì hết. Quá phước nhiều tiên cảnh lên rài, tội nhiều xa đỏ nhiều ngày thẩm thê, chừng ấy biết chỉnh ghê, ăn năn chẳng kịp khó bời tính toan. Chết xuống dưới rồi tính toan không kịp. Có cái ông này ông chết xuống dưới là ông bị Diêm Vương tra án hành tội rồi ông sám hối, ông nói cho tôi trở về lặng tôi lo tu thân, lo tôi bố bán của cải ra lặng mà tôi bố thí giúp đời. Ông Diêm Vương nói muộn rồi, bây giờ là trở giờ cho ông dòm về quê nhà, thì ông thấy là con cái nó bán đất cát nhà, đất cát vườn ruộng là nó bán sạch hết, nó ăn chơi trác đáng này, trác đáng hàng ngày nó nhiễm vào tứ đổ tường, cho nên là tài sản của ông đã hết rồi, ông đâu còn tài sản gì. Dòm về quê hương thấy con cháu không biết tu hành mà nó còn ăn chơi quậy quạng nữa, thì của cải của ông tạo bao nhiêu thì đã hết rồi. Lúc đó là ổng gục xuống hối hận thì đã muộn rồi. Biết trước như vậy là lúc bình sanh mình ráng gắn lo tu nhân đức, thì bây giờ mình tự cứu mình. Còn bây giờ mình không có biết tu nhân đức đức rồi mình nó là gây nghiệp tội, bây giờ xuống đây ai thế mình được. Như vậy là lúc này là ông này ông hối hận đã muộn rồi. Bởi Đức Thầy nói đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan. Dình giới luật nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đau mắt. Cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ, việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Bây giờ có Phật ra đời phiên chúng ta để trở lại cái con đường lo tu thân hành thiện, mà mình còn hẳn hờ thờ ơ không quan tâm tới. Đức Thầy nói là gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hưởng đấy, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng tâm ấy tạo ra cái chữ tâm, mà quỷ ha ma tiên Phật cũng là tại nó. Cho nên là chúng sanh quá mỏng duyên với Phật, nên cửa thiền cứ mãi răng ra, thiên đường lộ ấy còn xa, còn đường địa ngục ngày qua thêm gần. Mến thân chẳng làm thân trường cũ, vì thân mà hồn ngủ giảng niên, đành cam chịu khổ đảo điên, thế mà cũng vẫn còn ghiền trần gian. Nay cửa Phật mở toan ra cả, tiếng chuông lành dục giả mỗi ngày. Dầu người có lắm mê sai, cũng bừng tỉnh đến học bài quy y. Thời mật pháp là kỳ đại xá, lực tu hành chẳng khó như xưa. Tại gia niệm Phật sớm trưa, cũng là được Phật đón đưa rước rời. Quý cô bác ơi, kỳ này là kỳ xả tội lần này, người tại gia cư sĩ. Tại vì thầy nói bàn xét như trên, thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân, mà kỳ này là hạng tại gia cư sĩ là niệm Phật sớm trưa cũng được Phật rước về. Tại vì trong bổn viết quyến thiện đó, đoạn cuối của quyển năm, Đức Thầy nói là cư gia tịnh độ tâm duyên mãn, sĩ sức dân từ dốc giải phiên. Như vậy là cái người cư sĩ tại gia là phải tu các pháp môn tịnh độ, là phải ráng cố gắng niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ đi đứng nằm ngồi, ráng niệm chớ quên không đợi gì thời khắc. Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, quyền chúng sanh hãy ráng tu hành, cầu linh hồn cho được giảng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước, vậy là con đường siêu, con đường đỏ gì là thầy đã chỉ rõ hết hết rồi. Mình phải chọn cái con đường siêu quý cô bác. Còn nếu chúng ta việc tu thân thì tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Nghĩa là lẽ siêu độ Phật Đà chỉ dạy, nghiệp giữ lành người phải tự lo,
tự mình ăn mới được no, bắt người khác thế ăn cho là lầm. Thiếu hạnh phải tự làm lấy hạnh, chưa biết tu tự tánh lo tu, chuyển thân từ xấu quá cù. Mình tu không được, ai tu cho mình? Nếu mà mình không tu thì sau này khi chúng ta gieo cái nhân tội thì phải đọa vào con đường tam đồ. Còn nếu chúng ta tu thì chúng ta sẽ thăng lên, tại thầy nói là đến lâm chung quả lành đâu mắt. Mà người có tu thì mới gieo việc lành thì mới có được cái quả lành. Còn không tu thì gieo nhân ác thì chết là phải sa đọa. Vậy là thầy nói là nếu không tu chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Hay là không tu chừng khổ cũng ưng, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Thì trở lại hai câu giảng đồng đạo hỏi: đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, bố thí chì chay giữ giới mà. Đồ lao là cái con đường khổ mà nãy giờ chúng tôi mới có cởi con đường địa ngục, mà cái con đường địa ngục là cởi nãy giờ chưa hết, là còn có con đường ngạ quỷ và súc sanh. Cái con đường địa ngục mà thầy nói là ở dương thế tạo nhiều cảnh khổ, xuống quỳnh tiền địa ngục khảo hình, hay là xuống diêm đình thấy tội hỡi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Nào là cháo dầu sôi ủng ục, nào là dồi lúc nhúc thai cơm, nào là rừng đao kiếm lâm chơm, nào là thứ lửa phần cháy. Ác thú biết bao nhiêu loại, yêu tinh không còn thiếu mặt nào. Đích bàn trong đầu chậu máu đào, đủ thứ quỷ đầu trâu mặt ngựa. Con thì giác búa to ra bữa, con thì đem cây chĩa ra đâm, con thì đem dao lớn đến bầm, con thì cố sẽ thành hai thòi. Con móc mắt con lo cắt lưỡi, con rút găng con thèo lột da. Cảnh hải hùng nhiều không chỗ hở ra, còn nhiều nữa khó mà cởi hết. Khổ khi sống, khổ trong khi chết, khổ hồn linh, khổ xác thân trần. Chúng sanh luôn chịu khổ vô ngần, cũng vì bởi nguyên nhân tội ác. Nếu không sớm mở đường giải thoát, quỷ vô thường đến dắt hết mong. Chốn ngục hình bị ném vào trong, chừng đó dẫu hối không thể kịp. Thì như vậy là mình hiện giờ còn làm người thì mình đã được may mắn gặp cái nhân duyên, gặp được Phật Pháp. Thì phiên cô bác cùng chúng tôi phải ráng gắng lo nghe lời dạy của thầy, ráng lo tu để khi mà xuống diêm đình thấy tội hay ôi, lúc đó là đó biết có nơi địa ngục, thì không thể nào mà chúng ta tới đó mà chúng ta còn chúng ta mà phải chịu con đường khổ này thôi, chứ không bao giờ mà tránh khỏi. Thì nếu muốn tránh con đường khổ này thì nghe lời thầy dạy. Thầy nói là đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, là cái con đường đồ lao là bố thí chì chay giữ giới mà. Thì cái phần bố thí chì chay chúng tôi sẽ nói sau, bây giờ nói cái con đường khổ. Thì con đường khổ là thầy nói là gây ra lắm nợ phong trần, luân hồi sáu nẻo khôn lần bước ra. Và cái nẻo luân hồi này là sáu đường này là lên lên xuống xuống vô lượng kiếp tới giờ. Làm người cũng khổ, mà làm địa ngục xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng khổ. Thì các bác mà thấy kiếp con người này hiện giờ là thầy nói là nơi cõi tạm, song sầu bể khổ. Đức Phật khi xưa là một vị Đông Cung Thái tử Phú Hữu Giới Thứ Hải, vợ đẹp khôn ngoan, lầu vàng gắt tía, mà ngài quán xét cõi thế gian này là đau khổ, kiếp sống vô thường. Ngài xuất gia đi tầm chân lý,
5 năm tầm sư học đạo, 6 năm ngồi khổ hạnh tại gốc Bồ đề, sau này sau cùng ngài đến ngài ngài đắc quả thành Phật. Thì Đức Phật khi xưa là Đức Thầy có nhắc là mình vàng thái tử ngô còn bỏ, dốc ngọc đông cung tước với liền, xem đó hai người mau lập chí tu hành khá nhớ giữ cho yên cho nguyên. Là Đức Phật khi xưa là nghiệm tứ khổ, Thầy nói Đức Thích Ca xưa ở lầu đài nghiệm tứ khổ nên ngài tầm đạo. Tứ khổ là bốn cái khổ, những cái sanh, cái bệnh, cái lão, cái tử đều đặt lên cuộc đời người này rồi đến người khác rồi đến người khác nữa, nghĩa là tất cả nhân loại không thiếu sót một ai. Đó là cái khổ về tứ khổ. Còn nói về cái con đường khổ lao trong cái buổi hạ quân này, là lúc này là cô bác mình thấy là cái khổ trong buổi hạ quân này là không thể nào tả nổi. Tại vì là trong cái cõi tạm này, là trong cái buổi hạ quân này là khổ dữ lắm quý cô bác đồng đạo. Cái cõi tạm là khổ rồi, nhưng mà sống trong cái thời kỳ Thầy nói là hạ quân nay đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Như vậy là mình sống trong cõi tạm. Đức Phật khi xưa là quán xét cái thân này thanh đạo bệnh tử, ngài đã đi tu thành đạo, mà hôm nay chúng ta cũng mang thân tứ đại này đau khổ, đất nước gió lửa mang thân này đau khổ, mà gặp trong cái buổi cơ tận diệt nữa là nhiều cái cảnh khổ lắm. Cõi tạm lại gặp kỳ tăng thế thì càng thêm tàn phế mau hơn. Người đời nếu chẳng tu nhân sẽ trôi theo cuộc tẩy trần nay mai. Chúng sanh khó tránh ngại đại biến, trời đất không khỏi diệt đổi dời. Muôn năm thập đổ nhất thời, giấc mê chưa tỉnh là đời vô duyên. Như vậy là mình sống trong cái cõi tạm này xong sầu bể khổ rồi, nhưng mà gặp cõi tạm lại gặp kỳ tận thế, lại càng thêm tàn phế mau hơn. Người đời sẽ nếu chẳng tu nhân sẽ trôi theo cuộc tẩy trần nay mai. Thì cái cuộc này Đức Thầy ngài cho biết là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt hoành hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tặng việc lập đời trở lại. Như vậy là mình sống trong cái cõi tạm từ nào giờ là đã khổ rồi, mà lại gặp trong cái buổi hạ quân này là Thầy đã biết cho biết là bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tặng việc lập đời trở lại. Khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thưởng quân. Việc thiên cơ khùng tỏ hết trơn, cho trần hạ tường nơi lao lý. Lão nào có bài điều ma mị mà gạt lường bổn đạo chúng sanh. Đức Minh Vương ngự chốn Nam Thành đặng phân xử những người bội nghĩa. Cho nên Đức Thầy nói là lời của Thầy là lời chân thật ngữ, không bao giờ nói ngoa, không bao giờ nói sai một tí nào hết tất cả. Việc sai đến đây truyền sự thật, ấy là lời của Phật giáo khuyên. Ráng nghe lời của kẻ khùng điên, Phật tiên thánh hãy nên trọng kinh. Bệnh ôn dịch cũng đừng bài thỉnh, cõi ngũ hành chớ kha réo kêu. Phải dình lòng chớ khá dệt thiêu, nói xiên sọ cũng không no béo. Vì là bệnh nôn dịch thường hay ói mửa, mà Dương Trần chẳng chịu kiên về qua năm dê lúc mùa hè trong bá tánh. Biết ai hữu trí, ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký dình nghiệt long đặng cứu Dương Trần. Như vậy là Đức Thầy có tiên tri cái bệnh dịch này, là Thầy đã nói năm 1939. Mà cô bác mình đã có nằm Thầy nói là đau nhiều chứng dị kỳ khó cởi, sắp từ nay lao khổ đến cùng. Kẻ dương gian khó nổi thung dung, người bảo ác không toàn tánh mạng. Lời của Đức Thầy tiên tri năm 1939, bây giờ cô bác dòm hiện giờ là có đau nhiều chứng dị kỳ khó cởi hay chưa? Dòm trên mạng bây giờ cô bác mình thấy đau những chứng bệnh thôi là không thể nào tả lỗi. Cho nên sống cái buổi hạ quân
trong cái cõi tạm này là biết bao nhiêu cảnh khổ, mang cái thân tứ đại này là đất nước gió lửa, là bên ngoài mà trời thời tiết mà nắng mưa không hòa thuận là cái thân chúng ta đã mang bệnh rồi, mà thêm hiện giờ là trong cái buổi hạ quân này là nó đã thay đổi trái đất chúng ta, thời tiết hiện giờ là thay đổi, đức thầy nói là trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi, lời của đức thầy nói rồi cô bác mình giờ hiện bây giờ, nhất là năm nay là năm Giáp Thìn, năm nay năm Giáp Thìn năm 2024, năm nay cô bác mình thấy là trời giông gió có sái mùa sái tiết đúng thời gian không? Mới lục bão chỗ này chưa dứt, kế xảy ra động đất chỗ kia. Đây là những cái lời tiên tri của các ngài mấy chục năm nay, mà cô bác mình thấy năm Giáp Thìn năm nay có lục bão hay chưa, rồi có động đất hay chưa. Lục bão cái trận bão siêu bão số 3 đợt rồi là cô bác mình thấy con số khủng khiếp luôn, không phải tưởng tượng nổi cái trận siêu bão đợt rồi, mà nghe nói là sắp sửa cơn bão số 4 sắp tới đây cũng dữ dội. Cô bác cùng chúng tôi phải ráng thận trọng, nếu mà cái những quý cô bác nào mà đặt gò bị nhà sập bị chết này kia đó, mình giờ mình đã thấy rồi đó, thì ráng cô bác cùng chúng tôi kỳ này phải ráng niệm Phật. Tại vì thầy nói chữ lục tự trì tâm bất diễn, thì lâm nguy có kẻ cứu mình, nghĩa là hàng ngày cô bác mình thấy là đức thầy nhắc tâm tạng khi xưa đó, thầy nhắc là lúc tâm tạng tây phương quyết đáo bị lòi yêu làm bạo lắm phen, đức từ bi phải lộ trắng đen lo âm tự quyết đi đến chốn, đi dọc đường yêu tinh làm hỗn thấy đường tăng thơm thịt muốn ăn, nhờ môn đồ bát giới sa tăng giới đại thánh tài thiên cứu vớt, lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Khi xưa tâm tạng trải qua 81 nạn, nạn nào cũng thấy cái chết kế một bên, mà tâm tạng phải thoát được thoát hết trơn 81 nạn là nhờ cái gì? Là nhờ Nam Mô A Di Đà Phật. Mà hôm nay đức thầy có nhắc lại lòng sáu chữ nhớ không có ngớt thì nạn tai cũng thoát như không. Tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thanh niệm Phật tai ương chẳng còn. Cô bác mình thấy những cái trận bão siêu bão được rồi đó, có số người chết rồi nhà cửa sập thiệt hại rất là nhiều, mà từ đây về sau đài nó còn cảnh báo còn mấy cơn bão năm Giáp Thìn năm nay. Cô bác cùng chúng tôi phải ráng cẩn thận do lo niệm Phật làm lành cho nhiều, đặng mà tại vì là niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình mộ khang, tại vì ráng cố gắng trong cái lúc này ráng lo niệm Phật với cô bác đồng đạo trong cái buổi hạ quân này là cõi tạm lại gặp kỳ tận thế thì càng thêm tàn phới mau hơn. Người đời nếu chẳng tu nhân sẽ trôi theo cuộc tẩy trần nay mai, lúc mới lục bão chỗ này chưa dứt và cớ xảy ra động đất chỗ kia. Cô bác mình thấy vừa lục bão mà còn vừa động đất, cô bác mình thấy dòm trên mạng thấy động đất bây giờ là thiệt tình nơi nào cũng đều có là động đất, đất chài đất ở trên núi đó, là mưa lớn quá đó rồi ở trên núi chài xuống rồi nhà cửa sinh mạng của con người bị hư hại rất là nhiều. Cho nên là những lời tiên tri của các ngài đã mấy chục năm nay mà hôm nay của quán mình dòm nó đã có, như vậy là ráng lo niệm Phật. Mới lục bão chỗ này chưa dứt cái xảy ra động đất chỗ kia, đói đau chết chóc chia lìa, nhân sanh đang lúc đầm đìa thiên tai, nạn trời khắp đông tây reo rắc, thêm nạn người nam bắc hoành hành, chỗ này chưa dứt chiến tranh kế nghe chỗ nọ khởi hành binh đao, khổ với thảm cởi sao cho hết, sống khó khăn còn chết dễ dàng, nhìn vào khắp cảnh nhân gian lao đao chẳng khác như thoàn gặp dông. Như vậy là mình thấy sống trong cái cõi tạm này đầy đủ khổ hết, nào bệnh dịch hiện giờ cũng vẫn đau nhiều, chứng dị kỳ khó cởi, hiện giờ các bác mình thấy là những chứng bệnh đau khó cởi, rồi thêm là bão lục khủng khiếp, rồi là thêm động đất cũng khủng khiếp, động đất quá, nơi nào cũng có động đất, đất liền khi không bỗng nứt ra tự nhiên chôn sống người ta, tai đầy những tiếng khóc la kêu cầu, nạn khổ đến thần sầu quỷ khóc, từ những nơi hang hóc đâu đâu, nơi nào cũng có thảm sầu, nơi nào thằng chết cũng bâu kéo vào. Như vậy là động đất rồi bão lục bệnh dịch rồi càng thêm binh đao nữa, nạn trời khắp đông tây rắc,
rồi thêm nạn người Nam Bắc hoành hành, thì cô bác mình thấy là chiến tranh ở Âu Châu thời gian mấy năm nay là khổ, hết sức là khổ. Rồi chỗ này chưa dứt chiến tranh, kế nghe chỗ nọ khởi hành binh đao, khổ với thảm cởi sao cho hết, không thể nào cởi cho hết những cái khổ cho mũi hạ quân này nổi. Mà Đức Thầy nói cái đoạn này nữa là cô bác cùng chúng tôi phải ráng gắng cẩn thận trọng, lặng ráng lo tu thân hành thiện, đặng chúng ta được chuyển nghiệp, tại vì có cách tu mới chuyển nghiệp, còn nếu không tu thì chừng khổ cũng ưng, đừng có trách sao không chỉ bảo. Việc tu thân thiện tính hẳn hò, chừng quả đến nghe cho khó tránh. Như vậy là Đức Thầy còn cảnh báo một điều nữa, bây giờ chúng ta mình cởi là trong cái cõi tạm này là hết sức là nhiều cái cảnh khổ, nào là bệnh dịch, là nào là bão lụt thiên tai, rồi nào là động đất, rồi còn nạn thêm cái nạn binh đao khói lửa. Mà thời gian này các bác mình thấy là cái cảnh khổ chiến tranh hết sức là khủng khiếp. Thì để trở lại hai câu giảng, thì đồng đạo hỏi là gây ra ở đồ lao muốn lánh sớm nghe ta. Thì bây giờ trở lại nãy giờ mình nói con đường lao khổ trong cái kiếp luân hồi sáu nẻo, mà thầy nói gây ra lắm nợ phong trần luân hồi sáu nẻo khôn lần, bước ra một cách nào thì phải nghe lời thầy, phải nương vào với lý thầy chúng ta bước ra cảnh khổ được. Còn mình không nương vào với lý thầy là mình khó mà ra cảnh khổ được, quý cô bác đạo. Tại giáo lý lý Đức Thầy mục đích dạy chúng con người ăn hiền ở lành, biết tu thân hành thiện, rồi dán lo chuyên lo niệm Phật để sửa mình cho trơn, thì mới có thể ra cái con đường khổ này. Bởi vì Đức Thầy thì nghe lời thầy là nghe lời thầy những gì thầy nói, là đồ lao muốn lánh là muốn lánh những cái con đường đau khổ này thì sớm nghe ta, sớm nghe tha sớm chứ không có trễ được, quý cô bác. Thầy nói đến tội rồi mới hối muộn màng, mình phải sớm lo toan. Tất cả các ai mà chuẩn bị cái gì mà chuẩn bị trước là không có thiệt hại, giống như cơn bão tới mà ai có chuẩn bị trước là người đó ít thiệt hại, mà người nào khờ ơ hẳn hờ để cho bão tới rồi mình mới lo chạy chọt để lo này kia thì không có kịp. Như vậy là thầy nói đến tội rồi mới hối chuộng muộn màng. Như vậy là thầy dạy chỗ này rất là hay, đồ lao muốn lánh sớm nghe ta, sớm nghe thầy mới được, đừng có nghe muộn, đừng có nghe thờ ơ hẳn hờ thì quả đến nó cho khó tránh. Nghe thầy thì phải làm như thế nào? Thầy nói là một là bố thí, hai là trì chay, ba giờ là giữ giới. Thì bố thí để chúng ta, tại vì phương pháp bố thí để chúng ta bỏ lòng tham. Thầy nói người trên đời ai cũng lòng tham, muốn phước thọ phẩm hàm tiền của, nào vợ đẹp hầu chính là lụa, không được thì bực tức khúc phiền. Tham của tạm làm điều tàn nhẫn, nhắm mắt rồi đâu có ban theo. Tham tiền tài thường vướng nặng eo, tham sắc đẹp nhà tan cửa nát. Sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt cũng là dồn chứa. Cho nên Đức Thầy khuyên chúng ta là phải bố thí. Hiện giờ chúng ta phải đem thân này, Thầy nói muốn cho rắn đặng quá cù, xả thân làm phước, diêm phù vượt qua. Để sau đến lúc phong ba, gặp cơn bát loạn khó mà yên thân. Sau này là tới ngày phong ba bão tố, cơn bát loạn sắp tới đây, là Đức Thầy là cho cảnh báo chúng ta biết. Bác cùng chúng tôi phải ráng cẩn thận. Thầy nói là khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sao dòm thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Thì đó là thầy khi chúng ta là muốn lánh nghe lời thầy là một phải là bố thí. Bố thí để chúng ta tạo được cái phước, bố thí để trừ cái lòng tham. Thầy nói muốn trừ tham phải liệu cách nào, phải bố thí việc lòng ích kỷ. Tại vì chúng ta tham của tạm mà làm điều tàn nhẫn, tại vì là sẵn túi tham bất cứ chuyện gì, giàu xấu tốt là dòng chứa. Cho nên chúng ta tham cho chúng ta mới gây nghiệp, rồi gây nghiệp rồi mới chịu cái quả khổ trong cõi ta bà này. Cho nên muốn tránh cái lòng muốn chuyển bớt cái lòng tham thì thầy chúng ta phải bố thí. Rồi trì chay là chúng ta phải ráng gắng ăn chay, ăn chay để dừng nghiệp sát lại. Tại vì cái nghiệp sát trong thầy nói là ta đây tuy không thể đem phép quỷ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Cho nên là cái chiến tranh giặc giả trong cái cuộc tam thế, trong cái trận thế chiến lần này là cũng do cái nghiệp sát của chúng sanh. Đức Phật dạy thay lền trong canh ngọt, quán hận thấu trời xanh, tiếng kêu trong lò thạch gây thành quả chiến tranh, gây thành lửa chiến tranh. Thì như vậy là những chiến tranh tàn khốc này từ khi tới giờ, từ ấy giờ thế giới hết sức là đau khổ. Cái nạn chiến tranh là cũng do cái nghiệp sát. Cho nên hôm nay Đức Thầy thương chúng sanh thì lo dạy dỗ chúng sanh tránh nghiệp, tránh hết tất cả những cái nghiệp, rồi chúng ta tạo việc lành rồi chúng ta mới được hưởng quả lành. Còn nếu mà chúng ta còn sát nghiệp rồi là khó mà tránh cái thảm họa chiến tranh. Cho nên là trì chay đây là để chúng ta dừng cái sát nghiệp lại,
ăn chay là dừng sát nghiệp lại. Tại ăn chay để tỏ dạ từ bi, không đành sát vật nuôi thì khẩu ta, tai nghe chúng nó kêu la ai mà cắt cổ lột da cho đành. Dâng lời Phật khấm thắt sanh khỏi mắt quả báo, lòng lành được tăng. Như vậy là cái người mà ăn chay để có cái tấm lòng lành được tăng, như vậy là người này sẽ được chuyển nghiệp và người này sẽ được có phước. Cái người ăn chay thì lời xưa cho biết là kiến kỳ sanh bắt nhẫn, kiến kỳ tử, dâng kỳ thinh bắt nhẫn, thực kỳ dục. Cho nên cái người mà có cái lòng từ bi thương người mến vật thì tai nghe chúng nó kêu la ai mà cắt cổ lột da cho đành. Cho nên là thà thấy chúng sanh sống chứ không nỡ thấy chúng sanh chết, là tai nghe những cái con thú kêu la là không nỡ giết. Thì như vậy là nghe lời thầy dạy là ăn chay để chúng ta tỏ dạ từ bi, và ăn chay để tránh cái nhân quả khổ sau này. Cho nên thầy dạy chúng ta là một là đồ lao muốn lánh sớm nghe ta bố thí, trì chay giữ giới mà Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thuyền chuyên trở lúc can qua. Thì cái can qua giặc giả chiến tranh sắp tới đây, Đức Thầy cho biết là đến chừng đó bốn phương có giặc khóc hoàng cầu thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha, thì Phật cứu khỏi nơi có lửa. Vì vậy là cái người nào hằng ngày có biết lo tu thân hành thiện, biết lo niệm Phật làm lành giữ giới, thì Đức Thầy khi nhắc cho chúng ta là căn qua dặn chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, quan cầu đến đó ấm cùng nó. Vậy là thầy nói can qua dân chúng chớ buồn lo, là cái người này có biết nghe lời dạy của thầy, biết lo bố thí trì chay giữ giới thì mình khỏi lo, mình ráng ráng mình lo tu hàng ngày, mình ăn lành nói lành, làm những việc lành và ráng chuyên niệm Phật và ráng cúng lại, thì những cái cảnh can qua giặc giả chiến tranh thì thầy kêu chúng ta khỏi lo. Phải, nhưng mà không lo phải làm thế nào? Thì thầy kêu là phải tích đức chờ ta. Tích đức là mình làm như thế nào mới có đức. Thì con người mình phải có cái tấm lòng thương người mến vật, với cái người phải ráng gắng hành được pháp nhẫn mới là có đức. Còn nếu chúng ta mà chưa hành được pháp nhẫn của thầy thì mình cũng chưa có đức. Tại vì mình làm các việc từ thiện mà mình đụng cảnh rồi mình còn phẫn nộ, mình còn nhân ngã, mình còn sân si, để mà có cái ý tưởng của chúng ta còn khởi lên cái lòng sân hận để hại người, thì đó là chúng ta đã thiếu sức nhẫn, là không có đức. Thì nếu vậy là phải hành cái bát nhẫn của thầy. Thầy nói là nhẫn năng xử thế, thị lương hiền, nhẫn giá trì tâm, thận thủ tiên, nhẫn giả hương lăng hòa ý hỷ, nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên, nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền, nhẫn đức bình an tiêu dạng sự, nhẫn thành phú quế vĩnh miên miên. Chúng ta trên đường tu chúng ta làm tất cả các việc từ thiện, cúng lại ăn chay mà chúng ta thiếu sức nhẫn, đụng cảnh tới chúng ta sân si rồi chúng ta nói những lời ác này kia nọ thì mình đã không có đức. Thì giờ nào cũng các ngài khuyên chúng ta là cái người mà muốn được có tích đức chờ ta chớ mang hò, đúng như lời thầy nói, thì lúc nào cũng dặn lòng nên nhịn thói lời, nhịn tánh muốn ham, nhịn thói quen theo lối tục phàm, nhịn cay đắng khi làm đạo đức, nhịn cho được lúc người chọc tức, nhịn những điều thử thách của đời, nhịn chừng nào hết nhịn mới thôi, lúc còn phải nhịn thời ráng nhịn, nhịn càng mạnh nghiệp càng không dính nhín, sức nhẫn nhiều sớm định tâm nhiều, dục ý dù khó mấy cũng tiêu, ráng nhịn được những điều khó nhịn, những điều khó nhịn mà mình nhịn được thì mới có đức. Nghe quý cô bác đồng đạo, đây là chúng tôi nhắc chung cô bác cùng chúng tôi ráng quán thực hành pháp nhẫn của Phật của thầy, chân truyền chánh pháp đạo vàng, tập xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Thì đã trở lại hai câu giảng đồng đạo khỏi là đầu lao muốn lánh sớm nghe ta bố thí trì chay giữ giới mà. Thì đầu lao là con đường khổ, chúng tôi đã nói là con đường sáu nẻo, luân hồi sáu nẻo, khôn lần bước ra con đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Là rồi muốn lánh có sáu con đường này thì phải sớm nghe lời thầy, thì phải bố thí trì chay giữ giới và dán lo chuyên lo niệm Phật, là làm tất cả công việc từ thiện. Điều gần nhất làm hết các việc từ thiện
tránh tất cả những điều độc ác, quyết lửa trong lòng cho trong sạch, thì đúng lúc đó chúng ta tâm ta là lúc đó trở là trăng ta, tâm ta chẳng còn sao động, trí ta tỏ rạng trăng rằm, một màu sáng suốt không nhiễm ô cảnh, nghĩa là ngoài không không nhiễm, trong tâm chúng ta không có còn nhiễm mà cũng không còn vi phạm những điều ác, thì lúc đó là giờ nào cũng thảnh thơi, trong tâm thường được thảnh thơi, tuy trong cõi tạm mà đời thần tiên, tiên với tục dính liền mặt trái, để lại vậy phàm lộn lại là tiên. Nếu chúng ta hành đúng như lời thầy dạy thì bố thí trì cha giữ giới được ghi và vậy thì chắc chắn ngày thầy trở về hội Long Hoa, chúng ta sẽ có mặt chở chơn cho kịp Long Hoa. Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân đến đem cháu xin dứt lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà.